quay hai nhóm đó luôn. Quay hai nhóm luôn nè. Ê, chó nào gì đó. Hello. Chú ơi con muốn đánh cờ gì vậy? Để con giữ. Chú luôn á. Nước khỉ mi ba hả? Ừ, tối coi. Dạ. Hello. Hello mọi người. Tối lên sóng nha. Phi hello kìa Phi. Chú quay kìa. Đây chú quay cho con. À, con đút cho con đút. Đó, đút đi, đút cho nó ăn đi con. Có cắn không chú? Không. Đúng nhẹ nhẹ. Thôi đừng có chọt nó. Vô cứ cho vô, cứ nhào vô là có con. Khỉ này đầu nhỏ. Mày thấy trong cổ nó còn hả? Cái nọng kìa, nó có cái nọng kìa. Ăn vậy. Tội quá. Đang dĩ đang đóng phim. Nó chẳng nó không thấy không rồi, nó no lắm rồi. Quay cho hai mẹ con không nè. Rồi, lỡ đắng, lỡ đắng. Vi chị chúa Phi. Quay hai mẹ con, quay hai mẹ con. Quay lại. Chúa nào, thị chúa nào. Chị Phi. Núi khỉ V3. Tại cái con đường này đường V3 này. Đi cho kỹ chúa của mẹ. Kỹ chúa đâu là đây ơi. Đó, con lên YouTube á, lên YouTube đánh chữ núi khỉ V3.
mà cái bài mới nhất á thì sẽ có mình, tại vì chiều chú con mũi thử thế này cho biết chưa bên che luôn rồi thử thế này chú che luôn bây giờ mình lên trên YouTube. Ủa có mạng không? Cái này sai rồi nhá. Ừ. Cái này để siết cho nó đứng cứng thôi, nó không có bị ngã đâu. Chứ còn cái này con dùng của nó là cũng lên xuống. Lên trên TV á. Trên kênh YouTube á. À kênh YouTube. Ừ. Mình lên YouTube mình đánh chữ nướng thử ba nó ra. Đáng đời lắm. Con đuổi con kỳ chua. Trời ơi, cái đó hả? Hả? Con khỉ thằng đó nó dữ ơi là dữ luôn. Nó đứng nó đứng nó không chồng đứng giữa cửa không cho ai lên nó. Ba ơi, hai tụi mình đi bọc đường này. Đi bọc này qua nè. Bọc này lên đó trời đất ơi. Đi bọc đường này qua nè. Đưa cái mặt em cuốn đây. Rồi để xa ra một chút. Xa một chút nữa. Đó. Rồi được rồi. Đây. Xin giới thiệu bé cuốn này tên gì? Mập chứ. Ồ. Tên Mập hả? Hồi sao không tên Ú á. Còn đây là bạn khờ quen thuộc. Đây, bạn khờ quen thuộc. Cô khờ. Khờ quay qua đây. Ừ đó vậy đi. Khờ chú ở đi đâu đó nghe lại chú hả? Ừ có không? Quen rồi. Có nghe lại không? Không. Kỹ này dễ gì nghe lại ai. Ừ không có đâu.
Thôi ba đứa giỡn. Ba đứa này mà nó giỡn lại giỡn nhầy lắm luôn. Tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Anh còn nhớ nên đã biết làm gì đâu.